Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Vohen. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm khá là thú vị muốn giới thiệu đến cho anh em đây. Đây, một chiếc tai nghe đến từ hãng Kado. Thì cho anh em nào chưa biết, Kado là một hãng chuyên về tai nghe cũng như là các phụ kiện về thiết bị liên lạc thích hợp dành cho các anh em biker cũng như là racing boy ha. Thì đây, trên tay mình đây là một chiếc headphone over ear của hãng Kado, cũng vừa được ra mắt trong thời gian gần đây thôi. Thì hãy cùng mình xem coi là cái phụ kiện thiết bị này có gì đặc biệt nhé. Đi từ ngoài vào trong ha, đây là cái hộp của nó nha. Mình đã mở ra và kiểm tra từ trước rồi. Mình thấy khá là hoàn hảo từ cái hộp ở bên ngoài rồi, thì không biết là ở bên trong như thế nào. Nè, từ cái tay kéo Sympathia, các đường chỉ nhìn rất là đều tăm tắp luôn. Đây, cho anh em xem bên trong nó có gì ha. Bên trong nó tất nhiên là không có gì quá giá trị rồi, bởi vì mình đã mang ra và để ở đây. À, bên trong này nó còn gồm một cái microphone rồi nữa nha anh em. Xíu nữa mình sẽ gắm một cái tai nghe cho anh em xem. Đây là cái chỗ để tai nghe. Và bên này là các tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là kết nối với lại app. Hãng khá là tinh tế luôn, làm chữ name cho anh em nào ghi tên của mình vô để không có bị lẫn lộn với lại các anh em trong đoàn khi mà mình đi phượt, mình đi theo tour ha. Và có cái lưới ô nhỏ ở đây là để mình để cái con Kado vô. Thì đây, để mình giới thiệu cho anh em. Con Kado nó chỉ có nhiêu đây thôi anh em, cái thiết bị nhiêu đây, anh em có thể đoán được nó có giá bao nhiêu không? Hiện tại á, trên thị trường con này đang có giá là giá niêm yết nha, 8.900.000, mình nhớ không lầm thì là như vậy. Nhưng mà anh em cứ bỏ qua cái giá đó đi, cứ qua bên mình luôn luôn có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho anh em nha. Rồi, bên trong đó là có các phụ kiện đơn giản thôi. Bên trong cái hộp đó thì chỉ có hai cái này. Cái phụ kiện tai nghe này hiện tại đang có giá trên thị trường là 4.000.000 nha anh em, không gồm chiếc Kado này nha. Nếu mà tổng của hai cái này gộp lại là phải hơn khoảng 11.000.000, là khoảng cỡ 11.000.000 nha anh em. Quay trở lại với các phụ kiện này, bên trong gồm có một cái microphone rồi và một cái tai nghe overhead như vậy. Giác cắm 3.5 thôi anh em, mình cứ cắm vô thôi. Rồi, đó, như vậy. Và mình cũng sẽ đánh giá về ngoại hình cũng như là các chức năng của con này dựa trên một cái con tai nghe nhạc thông thường mình vẫn thường hay sử dụng thôi ha. Thì vẽ bề ngoài trước đi, anh em thấy thì sao? Rất là to, đẹp, màu đen rất là to và đẹp. Hai bên tai làm rất là dày, tại vì nó là over ear mà anh em. Nè, mình đeo thử cho anh em xem ha. Đó, anh em thấy không? Nhìn nó rất là sport, nhìn khá là ngầu đúng không? Cái khớp nối của nó rất là linh hoạt và rất là mượt luôn nha anh em. Mình sẽ đi trước với lại cái kéo dài kéo ngắn này ha. Đó, anh em thấy không? Rất là sáng. Kéo ngắn thì mình đẩy nó vô thôi. Và các chất liệu của nó nè, cái phần Apple tai, phần da rất là êm. Ở trên này cũng vậy. Ở trên này, phần trên đầu rất là êm ha. Thì mình sẽ điểm qua về một số cái thông số của con Kado này cho anh em biết. Phụ kiện chứ không phải Kado nha anh em. Con này mới là Kado nè, giờ gắn vô là nó hoàn thiện. Gắn vô thì nó được tích hợp một cái cục từ tính rất là chắc chắn luôn. Mình đặt vô là anh em nghe tiếng bụp liền nè. Đó. Ừ. Thì mình sẽ điểm qua một cái thông số nha anh em. Con Kado này có thể kết nối được với 15 con Kado khác, 15 con Kado khác và trong phạm vi theo như nhà sản xuất họ công bố là 1,5 km, một cây 500m đó anh em. Nhưng mà theo như cái quá trình mình sử dụng nha, nghe rõ nhất là từ 300m đổ lại, từ 300 trở lên thì nghe không rõ đâu. Giờ thì mình sẽ nghe thử một bài nhạc xem coi là nó như thế nào. Đeo vô test thử. Đây. Ê. Ê. Ok, sau khi mà nghe xong một hồi thì đánh giá sao nhỉ? Mình quên chưa nói cho anh em biết là con này sound by JBL nha anh em. Anh em biết chất lượng của JBL như thế nào thì chắc có lẽ là mình không cần phải nói quá nhiều nữa. Âm thanh thì ok, tốt. Đối với một cái phụ kiện tai nghe sport như vậy thì mình hoàn toàn thấy nó hay và chấp nhận được. Tuy là trên thông số nó không có đề rõ ra là có củ loa gì bên trong. Thông tin này thì mình chưa có biết. Theo mình đoán có lẽ là hai loa toàn giải cho hai bên tai.
Và một cái điểm mà mình rất thích ở cái con tai nghe này đó là cái khả năng lọc âm thanh ở từ môi trường xung quanh và giảm tiếng ồn đến tai người nghe. Thì khi mà mình đeo con này vô mình nghe nhạc nha, hoàn toàn là mình không nghe thấy gì ở bên ngoài luôn. Từ những cái tạp âm bên ngoài mình không hề nghe bất cứ gì, trừ khi là có một người đứng bên cạnh mình và họ nói to thì mình có thể nghe được một chút. Thì đối với những cái thiết bị như vậy á, mình thấy nó rất thích hợp đối với những cái sở thích cũng như là những công việc đặc thù về sở thích. Thì đối với các anh em biker thì biết rồi, những chuyến đi xa, những chuyến đi tour, đi theo đoàn, nó là một cái phụ kiện rất là thích hợp. Và đối với những ai làm về đua xe racing, làm theo đội, theo nhóm, theo team thì luôn luôn phải có những cái đội hậu cần. Đây là thiết bị dành cho đội hậu cần. Và ngoài ra đối với công việc thì mình thấy có một công việc thì cái này khá là hữu dụng với công việc đó, đó là người tổ chức sự kiện hay là đạo diễn của một cái phim trường lớn. Khi mà họ phải quản lý cũng như là để như là cái phim trường lớn mà rất là đông người, rất là ồn ào đúng không, thì bộ đàm hay là điện thoại thì không thể nào nó lọc được tiếng ồn, nó lọc âm thanh, nó hạn chế được tiếng ồn giống như những cái thiết bị như vậy. Thì mình thấy nó rất là hữu ích cho đối với những cái công việc và trường hợp như vậy. Tuy là hãng cũng không công bố cái khả năng kháng nước của nó, nhưng mà đối với một số khách hàng bên mình khi mà họ phản hồi lại thì đi mưa, đi dông, đi bão thì vẫn cứ là ok. Anh em đừng lo về vấn đề này, bởi vì một cái thiết bị mà sport như vậy thì không thể nào nó không có khả năng kháng nước được. Trừ khi mà anh em đeo tai nghe, anh em nhảy xuống biển, anh em nhảy xuống hồ bơi, anh em lặn xuống độ sâu mấy chục mét thì cái này mình không chịu trách nhiệm nha. Thì đối với những ai mà có sẵn con Kado này thì chỉ cần mua cái tai nghe này thôi. Mình đi chơi, khi mình đi phượt, mình về nhà mình mệt mỏi quá thì mình lại rút ra mình cắm ở đây mình nghe nhạc. Nói đi cũng phải nói lại anh em, nhược điểm của những con này đó là mình không thể nào mình đeo quá lâu được, trừ khi là bạn đeo quen rồi nha. Còn đối với bản thân mình đeo khoảng tầm vài chục phút thôi, nửa tiếng thôi là mình đã thấy hai bên đầu này nó khá là nhức rồi. Do tại vì cái tính chất nó làm rất là chắc chắn, anh em thấy không, bự to và chắc chắn như vậy thì đeo lâu sẽ rất là đau với lại nhức. Thì đó là mình nghĩ là điểm yếu của con này đối với cái việc giải trí. Còn tuy nhiên thì như nãy giờ mình liệt kê cho anh em thấy thì nó hoàn toàn là sử dụng cho công việc cũng như là những cái môn thể thao. Được rồi, thì đó là tất tần tật những gì về cái phụ kiện cũng như là con Kado này rồi ha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.